Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 10 trang 62, bài 2, ôn tập, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài tập số 1, hãy tóm tắt thật ngắn gọn nội dung chính của mỗi văn bản sự thi đã đọc theo mẫu dưới đây, làm màu vở. Bản tóm tắt nội dung chính của các văn bản. 1. Văn bản Đâm Xăng Chiến Thắng Mờ Tao Mờ Xây, trích sự thi Đâm Xăng. 2. Gặp Charybdis và Scylla, trích sự thi Odyssey. 3. Đâm Xăng Đi Chinh Phục Nữ Thần Mặt Trời, trích sự thi Đâm Xăng. Như vậy thì chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn nội dung chính của ba văn bản này và chúng ta sẽ làm vào vở. Thì các em có thể tóm tắt như sau. 1. Văn bản Đâm Xăng Chiến Thắng Mờ Tao Mờ Xây, trích sự thi Đâm Xăng. Thì nội dung chính nói về cuộc giao chiến giữa hai tù trưởng Đâm Xăng và Mờ Tao Mờ Xây. Từ đó thấy được cái sức mạnh phẩm chất của Đâm Xăng và không khí ăn mừng chiến thắng của bà con ED. 2. Gặp Charybdis và Scylla, trích sự thi Odyssey. Nội dung chính, cuộc hành trình trở về quê hương và giao chiến với lũ quái thú là Charybdis, Scylla của Odyssey cùng những người bạn đồng hành. Văn bản 3, Đâm Xăng Đi Chinh Phục Nữ Thần Mặt Trời, trích sự thi Đâm Xăng. Nội dung chính nói về cuộc hành trình đi chinh phục nữ thần mặt trời đầy gian khổ và chông gai của anh hùng Đâm Xăng. Tiếp theo số 2 nhỏ, Odyssey trong đoạn trích gặp Charybdis và Scylla và Đâm Xăng trong Đâm Xăng Chiến Thắng Mờ Tao Mờ Xây đã thể hiện những cái đặc điểm nào của nhân vật anh hùng trong sự thi? Như vậy ở đây, đặc điểm nhân vật Odyssey, nhân vật Đâm Xăng, đặc điểm về cái sở hữu sức mạnh tài năng lòng dũng cảm phi thường. Thì nhân vật Odyssey thì thông minh, luôn có cách thức hợp lý để vượt qua những khó khăn trước mặt. Còn nhân vật Đâm Xăng thì sức mạnh vượt đòi tranh, muốn khiêng trên cao gió như mưa bão, dưới thấp gió như lốc, cây cối chết rồi, muốn chạy nước kiệu quả muối ba lần rạn nứt, ba đòi tranh bật rễ. Sẵn sàng chiến đấu để mang lại cuộc sống bình yên cho buôn làng. Còn đặc điểm luôn sẵn sàng đối mặt với những cái thử thách, những cái thách thức hiểm nguy. Thì ở nhân vật Odyssey thì dám đối mặt với những cái khó khăn trên con đường trở về quê hương. Sự quyến rũ của các nàng Siren, Charybdis và Scylla điềm tĩnh tìm cách vượt qua khó khăn. Nhân vật Đâm Xăng thì khi Đâm Xăng đã chiến đấu quá mệt, thêm nữa đâm mãi người mờ tao mờ xây nhưng không thủng, lúc này chàng không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng để tiêu diệt tên tù trưởng này. Tiếp theo, đặc điểm lập nên những kỳ tích uy danh lẫy lừng. Thì nhân vật Odyssey cùng những người bạn đã cùng vượt qua sự quyến rũ của các nàng Siren. Rồi nhân vật Đâm Xăng thì chiến thắng Mờ Tao Mờ Xây, danh tiếng vang xa, được mọi người tôn trọng tín nhiệm. Tiếp theo số 3 nhỏ, so sánh tác dụng của việc sử dụng người kể chuyện ngôi thứ nhất trong gặp Charybdis và Scylla và người kể chuyện ngôi thứ ba trong Đâm Xăng Chiến Thắng Mờ Tao Mờ Xây. Thì ở trong văn bản gặp Charybdis và Scylla kể về cuộc hành trình trở về của Odyssey và những người bạn đồng hành vượt qua biết bao gian khổ thử thách. Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất, theo lời người kể, theo lời kể của Odyssey là hoàn toàn hợp lý, bởi sử dụng ngôi kể thứ nhất sẽ giúp tăng tính chân thật cho văn bản, giúp người đọc hình dung một cách rõ ràng nhất về tính khốc liệt của cuộc hành trình, vì chính người kể là người tham gia trực tiếp. Còn văn bản Đâm Xăng Chiến Thắng Mờ Tao Mờ Xây kể về cuộc giao chiến giữa hai tù trưởng, thì văn bản này được kể theo ngôi thứ ba theo góc nhìn của người kể chuyện.
Vì từ góc nhìn này thì người kể chuyện sẽ có sự quan sát rõ ràng hơn ở mọi góc cạnh về cuộc giao chiến đó, từ đó đem lại sự chân thật và hấp dẫn cho văn bản. Tiếp theo, câu số 4, bạn rút ra được những cái lưu ý gì về cách trình bày ý kiến, viết và nói về một vấn đề xã hội? Thì một số cái lưu ý các em cần rút ra được ở đây đó là cần tìm hiểu kỹ về cái vấn đề mình sẽ viết trình bày, cần lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá áp đặt suy nghĩ của bản thân và bắt mọi người phải công nhận nó đúng. Trình bày rõ ràng từng luận điểm, mỗi luận điểm cần đi kèm với cái lý lẽ và bằng chứng xác thực để tăng tính thuyết phục đối với người nghe. Tiếp theo số 5, theo bạn sức sống của một cộng đồng được nuôi dưỡng từ đâu? Thì theo quan niệm cá nhân em thì sức sống của một cộng đồng được nuôi dưỡng từ những cái truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp được lưu truyền từ bao đời nay, từ những câu chuyện lịch sử mang đậm tính dân tộc và là tinh thần đoàn kết của cả dân tộc. Chính những cái điều ấy sẽ giúp cho mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy tự hào, hãnh diện và có ý thức xây dựng phát triển cộng đồng ngày một vững mạnh hơn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 10 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.